Vâng, ngày xưa các cụ ta có một câu để ví von, đó là người Việt Nam thì nên lựa chọn hàng Việt Nam. Ngày trước là những cái đồ gia dụng hay là tất cả đồ ăn bánh kẹo là Trung Quốc đưa sang, thì nhiều người họ phản ánh cái hàng Trung Quốc là sang Việt Nam thì là những cái hàng kém chất lượng. Nên là mọi người các cụ ta có câu đó là người Việt Nam thì nên lựa chọn hàng của Việt Nam để chúng ta lựa chọn và chúng ta sử dụng. Thì ngày hôm nay em có lên sóng cho mọi người xem một chiếc xe chính người Việt Nam chúng ta sản xuất ra mọi người nhé. Đó là chiếc xe VinFast Fadin. Đây là một chiếc xe VinFast Fadin được sản xuất năm 2020. Con này là bản cao cấp nhất mọi người nha, bản đủ nhất đây, bản full. Thì với dòng xe VinFast thì thực sự là mọi người cũng không xa lạ nhiều rồi, tại vì là thị trường nó cũng đã ra đây vài năm đấy. Và cái dòng xe này thì thực sự đời cao và tầm tiền của nó cũng rất là rẻ thôi. Đấy. Nếu mọi người mua thẳng thì cái giá của nó cũng rất ưu đãi mọi người nhé. Bây giờ thì em sẽ ra ngoài quay chi tiết chiếc xe VinFast Fadin này để mọi người chúng ta có thể tham khảo và lựa chọn. Nếu mà con này thì đời 2000, nếu mà mọi người mua mới nè, thì trước đây thì mọi người mua vào cái tháng ưu đãi thì cái giá của nó rất rẻ. Nhưng nếu bây giờ hết ưu đãi rồi, ưu đãi em nhớ là tháng 7 2021 là có ưu đãi thì chỉ có hơn tầm gần 400 thôi là chúng ta sở hữu được chiếc xe VinFast Fadin. Nhưng bây giờ thì em cũng chưa cập nhật là giá mới của 2023 thì cái giá hiện tại của VinFast Fadin là giá mới đó là bao nhiêu đấy. Nhưng nếu mọi người mua chiếc xe này thì cũng mới có qua 3 năm sử dụng thôi, nhưng mà giá thành của nó thì cũng khá là ổn mọi người nhé, cũng đã rẻ so với xe mới, mình tiết kiệm được vài chục rồi. Con này thì VinFast Fadin 2020 bản là bản full mọi người nhé, máy chấm tư số tự động biển Thái Bình 17A17613. Giá bán hiện tại của con này 315 triệu thôi ạ. Với dòng xe này thì máy 1.4 nó cũng sẽ khỏe hơn là những dòng xe phân khúc A. Phân khúc A thì là những dòng xe i10 hoặc là Moulin hoặc là Spark các kiểu đấy ạ, thì nó chỉ là 0.8 hoặc là 1.0 thôi. Đấy, hoặc là i10 thì đời cao nó có 1.2. Thì đây là chiếc xe bản chấm tư nên là cũng sẽ khỏe hơn mọi người nhé. Đây là mức tiêu hao liệu của chiếc xe này, 5,8 kết hợp 7,1 trong đô thị và ngoài đô thị chỉ có 5,1 lít thôi. Tiết kiệm nhiên liệu mọi người nhé. Đấy. Đây là cốp đây. Những dòng xe này là phân khúc hạng A nên là cốp của nó cũng chỉ có nhỏ nhắn như thế này thôi mọi người nhé, không thể rộng hơn được. Đây là phần lốp xe cua này, kích lốp đầy đủ hết đây rồi, sạch sẽ. Đây mọi người xem những cái phần đèn hậu của nó này, đấy, rất đẹp mọi người. Đinh bấm hệ thống thoát nước phía đằng sau của chiếc xe đây. Đây ạ, đấy. Thanh chống đỡ này, đấy, những cái này của nó đây. Đây mọi người xem này, ốc ếch còn chưa tháo mọi người nhé. Đây bây giờ em quay luôn phần gầm đây ạ. Nếu mọi người đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe VinFast này, đấy, đời thì nó cũng khá cao rồi, mới có 3 năm sử dụng thôi, mà tầm tiền cũng chỉ có hơn 300 thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại thì em có ghi lên trên màn hình rồi, mọi người có thể dễ dàng liên hệ với em ạ. Vâng, hơn 300 mọi người nhé, rất rẻ, rất ưu đãi. Với dòng xe này được trang bị hai bánh trước là phanh đĩa và hai bánh sau được trang bị là phanh tăng trống mọi người nhé. Biểu tượng của VinFast đây. Đấy. Dàn lốp của nó này, phần cô lốp đây. 2020 thì thực sự thì nó cũng là đời cao rồi. Đấy, mọi người thực sự là cũng không mọi người cũng sẽ yên tâm hơn về chất lượng của chiếc xe mọi người nhé. Tầm tiền này thì mọi người cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà nếu mà lựa chọn một chiếc xe tự động đầy cao thì nó cũng rất là ít ạ. Đây những cái phần táp đi của nó này. Đấy. Theo thời gian thì nó cũng có trầy trượng một chút mọi người nhé. Cửa đóng chắc lịch luôn. Hệ thống xi nhan trên gương đầy đủ. Đây táp đi táp lủng của nó đây. Đấy, chốt cửa an toàn. Hệ thống bấm kính lên xuống đây. Đấy, gương kính điện đầy đủ ạ. Con này thì chạy cũng hơi nhiều, 9,7 vạn. 3 năm bình quân là mỗi năm chạy hơn 3 vạn là cũng chạy tương đối nhiều đấy ạ. Để xem con này là dàn lốp của nó còn theo xe hay không mọi người nhé. Đợi em một chút. Con này thì thực sự là có thay một dàn lốp rồi mọi người, 2020. Đấy, quay 2020 là thay rồi. Đấy, và những cái này đây. Đấy, phanh đĩa đằng trước mọi người nhé, đằng sau là tăng trống.
đấy, thay rồi là cái giả lốp của nó này. Con này chạy cũng tương đối nhiều đấy ạ. Đấy, 9 vạn 7 gần 10 vạn rồi, chạy cũng tương đối mọi người nhé. Đây biểu tượng của VinFast này, biển Thái Bình quê lúa, hơn 300 thôi, rất rẻ. Đấy, đăng kiểm của chiếc xe đây mọi người xem này, tháng 3 năm sau ạ, tháng 3 2024. À, đợi em một chút, chắc là em ấn nhầm chốt cửa rồi. Đây ạ, táp ly bên hàng ghế phụ đằng trước mọi người nhé. Bên kia thì chắc là lên xuống hơi nhiều, sử dụng nhiều bên nào cũng chảy chụa. Đấy, bên đây cũng vậy này. Đấy, những cái phần keo chỉ của chiếc xe đây mọi người có thể xem, có thể quan sát đây, đinh chập cái kiểu của nó đây. Đấy, ghế da của nó đây mọi người nhé, có màn hình khóa khiển theo xe. Cửa này chắc lịch luôn, hơn 300 thôi, rất rẻ mọi người nhé, rất ưu đãi. Đầu tháng toàn lên sóng cho mọi người những chiếc xe màu đỏ chói lọi như này. Đấy, mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em để được chốt với giá ưu đãi mọi người nhé, giá tốt nhất ạ. Còn bây giờ thì em sẽ qua nổ máy này và quay cái phần khoang động cơ của nó ạ. Con này mọi người yên tâm, em cam kết cho mọi người là máy zin mọi người nhé. Dạ vâng ạ, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe VinFast mọi người này. Mọi người xem có nhìn thấy cái keo của nó không ạ? Đây keo vách máy mà nó mọi người nhé. Ốc ác trên máy của chiếc xe vẫn còn đây. Đấy, mặt máy những cái phần ốc này còn chưa vặn sáng trưng này. Đây mọi người có thể quan sát đi ạ. Tất cả hệ thống đèn này nguyên bản của nó, chưa bị thay đèn. Đây đèn của nó này, đèn zin đây. Máy lổ êm mọi người ạ. Đây là số máy nhìn thẳng xuống này. Đấy, đây là số máy nhìn thẳng xuống. Mọi người có thể nhìn số máy của nó luôn mọi người nhé. Quá đẹp luôn. Hơn 300. Đời cao 2020. Tự động. Chỉ có hàng VinFast này thì đời cao mọi người mới có thể mua được tầm tiền hơn 300 thôi. Chứ còn hơn 300 đời cao tự động thì mọi người ít sự lựa chọn lắm. Đấy, khó có thể lựa chọn được. Nhưng mà VinFast này thì mọi người có thể sở hữu ngay. Đấy, tầm tiền hơn 300 thôi, một chiếc xe VinFast Fadin 2020 mọi người nhé, bản full bản đủ đây. Nếu mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em, số điện thoại thì em có ghi lên màn hình rồi, mọi người có thể dễ dàng liên hệ với em ạ. Cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng như là bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi kênh mua bán của em. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.